Mến chào cô chú anh chị đang xem kênh LTK Bonsai. Em là Lê Quay ở ấp Tân Thành, xã Hòa Hành, huyện Lê Dung, tỉnh Đồng Tháp. Số điện thoại em là 0776523368, đó cũng là số Zalo của chú anh chị. Thì em cũng không quên cảm ơn cô chú anh chị đã ủng hộ em những clip vừa rồi. Thì hôm nay em mới về một số mặt hàng như là tiểu Ấn Độ và dán bay của chú anh chị. Và sau đó là ngũ sắc và hồng găng lùng lực, ngũ sắc thái một cốt cao tàn tròn và cẩm thạch, tím tiết, bướm tím, đa dạng mặt hàng của chú anh chị. Thì em không mất thời gian của cô chú anh chị nữa, thì em xin vào thông số cái số 0. Đó là một cây tiểu Ấn Độ, gốc với Mỹ, ghép tiểu Ấn Độ dán bay. Bông của tiểu Ấn Độ cực kỳ đẹp của chú anh chị. Dòng này cũng rất là xe xe bông của chú anh chị. Dạ, mã số 0 nó có chiều cao là 1m2. Cái tán bay của nó là 1m7, hoành là 25. Đây của chú anh chị coi gốc cũng rất quái của chú anh chị. Tàn cũng dày đặc. Cây này được cái phân tàn khá là bự, ủ đế khá là quái luôn. Rồi. Dạ, mã số 0 nó có chiều cao là 1m2, tán ngang 1m7, hoành 25. Mã số 1 ha. Mã số 0 em xin vô luôn là 1.800.000, 1.800.000 là bao ship toàn quốc luôn ạ. Thì em này bên đây là nhà vườn em làm ship toàn quốc cho chú anh chị. Thì nhỏ lớn em cũng ship toàn quốc được cho nha quý chú anh chị. Dạ, em xin xuống cây ạ. Khi ship thì em ship luôn trọng nha quý chú anh chị, tàn tán em để nguyên không có cắt tỉa gì của chú anh chị. Để lên trên đó con. Rồi xuống. Kế tiếp là mã số 21, mã số 1 đó là gốc với Mỹ ghép này mà hồng găng, cây lớn của chú anh chị. Cây này cực kỳ lớn luôn. Đây gom lại bông của chú anh chị, coi mặt bông của hồng găng, màu bông rực rỡ, tàn tán thì rất là lớn của chú anh chị. Này gọi chú này, nó được ba thăng tam tài tùy của chú anh chị gọi. Cái này tam tài hay phúc lộc thoại cũng được của chú anh chị. Dạ, mã số 1 nó có chiều cao là 1m5, tán ngang là 1m6, hoành là 27. Cụ đế cũng khá quái của chú anh chị. Cụ đế khá quái luôn. Cây này chậu lớn mà cây tàn lớn luôn. Dạ, mã số 1 em xin vô luôn là 1.600.000, 1.600.000 bao ship toàn quá. Dạ, để em nghi cho cô chú anh chị coi cái phân tàn đấy ha, cực kỳ dày luôn, bông rực rỡ luôn. Dạ, em xin xuống cây ạ. Để cái này con mạnh lên con, lỗi nha. Kế tiếp là mã số 2. Mã số 2 là một gốc với Mỹ ghép cũng mà hồng găng luôn ạ. Cây này có cái độ thoát thăng một cốt nữa lên một đoạn luôn chú anh chị. Tàn rất là đẹp luôn. Đây. Hồng găng này, hồng găng đậm luôn chú anh chị. Màu sắc sỡ. Rồi gốc à, quay xuống gốc. Gốc cực kỳ quái luôn chú anh chị. Dạ, mã số 2 nó có chiều cao là 1m15, tán ngang là 1m, hoành là 28. Mã số 2 em xin vô luôn là 900.000. 900.000 là bao ship toàn quốc luôn. Khi ship thì em ship luôn chậu của chú anh chị, tàn rất là tròn á. Dạ, em xin xuống cây. Rồi, mạnh. Kế tiếp là mã số 3. Cây này gốc lớn này của chú anh chị, cũng là hồng găng. Gốc với Mỹ ghép hồng găng. Dạ, mã số 3 nó có chiều cao là 1m, tán ngang là 1m15, hoành là 34. Đây của chú anh chị coi màu hồng găng. Cái này hàng này thì nó đang có lên nụ lên tiếp đây của chú anh chị. Một số chỗ gỗ, một số đang lên nụ. Cây này chuyển màu của chú anh chị, hồng găng á. Hồng găng là chuyển màu. Đây. Cụ đế khá là lớn của chú anh chị. Cụ đế rất là lớn luôn. Dạ, mã số 3 nó có chiều cao là 1m, tán ngang là 1m15, hoành là 34. Mã số 3 em xin vô luôn là 1 triệu ạ. 1 triệu là bao ship toàn quốc luôn ạ. Khi ship làm ship luôn cái chậu lớn này luôn. Dạ, em xin xuống cây. Rồi con lôi đắng đi. Lôi đắng. Kế tiếp là mã số 4 là em lên gốc với Mỹ. Ghép trắng tiết. Dạ, mã số 4 nó có chiều cao là 70, tán ngang là 1m, hoành là 20. Một màu trắng tinh thôi. Cụ đế khá là quái của chú chị, cực kỳ quái luôn.
cực kỳ quái luôn. Dạ mã số 4 em xin vô luôn là 600.000, 600.000 là bao ship toàn quốc luôn. 600.000, mã số 4. Dạ, em xin xuống cây. Kế tiếp là mã số 5, mã số 5 đó là cái tiểu Ấn Độ một cốt. Cái tiểu Ấn Độ một cốt. Dạ cái mã số 5 nó có chiều cao là 1m4 tới ngang 1m, hoành là 19 à, một cốt. Đây mà vòng tiểu Ấn Độ của chú anh chị coi nè. Gắt là quái luôn. Gốc gắt là quái. Dạ, mắt ghép nó to đùng rồi của chú anh chị. Em ghép gắt là lâu rồi. Dạ, hoàn thành xuống. Dạ mã số 5 em xin vô luôn là 800.000, 800.000 bao ship toàn quốc luôn ạ. À. Cây tiểu Ấn Độ. Nhanh. Kế tiếp là mã số 6, cũng là gốc giá Mỹ, ghép này tiểu Ấn Độ luôn. Dạ mã số 6 nó có chiều cao là 1m15 tới ngang là 80, hoành là 17 ạ. À. Đây của chú anh chị coi, tôm tàn của tiểu Ấn Độ. Rất là tròn, bông rực rỡ của chú anh chị. Bông chùm chùm cái này, dòng này siêu bông lắm của chú anh chị. Khi mà nó lên bông rồi là chùm chùm nhé. Dạ cái này em vận chuyển xe về nó bị chày chứ không sao của chú anh chị. Nó mới bị chày. Dạ mã số 6 mình xin vô luôn là 750.000, 750.000 là bao ship toàn quốc. Dạ, mình xin xuống cây. Tránh đi con. Tránh đi đi. Kế tiếp là mã số 7. Mã số 7 là một gốc giấy Mỹ một cốt, em ghép là ngũ sắc thái ạ. À. Đây. Cái tông một cốt này làm là em làm từ nhỏ của chú anh chị. Mình trồng từ nhỏ lên thẳng một cốt là lắc lượng thôi nè. Dạ cái khơm tàn của chú anh chị coi nè, chọn những cái dù của chú anh chị, chọn xe luôn, bông thì rực rỡ. Dòng một cốt này trên thị trường cũng rất ít người của chú anh chị. Một cốt có độ thoát thăng cao, thân cành thì chỉ điều tứ diện rất là đẹp của chú anh chị. Để em đo hào cái độ thoát thăng của chú anh chị mình coi tham khảo nha. Thoát thăng là 1m4, cái độ thoát thăng từ lên chân cành là 1m4, dáng lắc lượng của chú anh chị coi nè. Tông thì tông thẳng mà nó lắc lượng của chú anh chị, chứ không phải là cong nghe của chú anh chị. Cái này tông là tông thẳng mà nó lắc lượng, nó uốn lượng. Dạ mã số 7 nó có chiều cao là 1m9 đó nghe, là 1m, hoành là 15 ạ. Mã số 9, ủa mã số 7 em xin vô luôn là 1 triệu ạ. 1 triệu là bao ship toàn quốc luôn ạ. Tông cao này, tông cái độ thoát thăng cao này mình kiếm trên thị trường cũng khó của chú anh chị. Đa phần là một cốt mà độ thoát thăng thấp không à. Dạ em xin xuống cây. Kế tiếp là mã số 8. Mã số 8 đó là một gốc giấy Mỹ, cũng ghép là ngũ sắc thái luôn ạ, à, 5 màu. Đây, cái tài này, cây này lớn của chú anh chị. Dạ mã số 8 nó có chiều cao là 1m7 tới ngang là 1m1, hoành là 17 ạ. À. Cây này cũng đủ 5 màu của chú anh chị. Dạ. Màu này màu hồng, màu này trắng hoặc hồng, màu vàng. Màu này màu đỏ. Dạ bên đây là màu cam, trắng, đỏ, cam, vàng, hồng, đủ 5 màu, xương cành dày đặc, dáng nó lắc lượng của chú anh chị, nó uốn lượng nè, cái này nó uốn lượng, chứ không phải là nó cong của chú anh chị, nó uốn lượng như là dáng lông vậy. Dạ mà số 8 em xin vô luôn là 1 triệu luôn à, 1 triệu là bao ship toàn quốc luôn à. Dạ em xin xuống cây, rồi dịnh dịnh đi anh. Kế tiếp là mã số 9. Mã số 9 cũng là gốc với Mỹ, ghép này ghép cũng 5 màu của sắc thái luôn ạ. À. Đây, của chú anh chị có tàn nè, cực kỳ tròn luôn nè. Cây này là cái độ thoát thăng cao này mình làm tàn dù là rất ok của chú anh chị. Dạ mã số 9 nó có chiều cao là 1m9, hoành là tán ngang là 1m, hoành là 15 mà. Cây này cái độ thoát thăng cũng cỡ 1m4 của chú anh chị. 1m35 tới 1m4. Xương cành chỉ điều tứ diện của chú anh chị coi nè. Cái mẫu này là mình làm tàn dù rất là hợp lại ạ. À.
Cô chú anh chị nào có muốn lấy số lượng nhiều về thì để bán lại thì liên hệ với em. Bởi vì cái lô này em còn khoảng 150 cây là hết cái lô này rồi. Em quay đại diện 4-5 cây cho cô chú anh chị mình coi tham khảo. Dạ mà số 9 em xin vô luôn là 1 triệu à, 1 triệu là bao ship toàn quốc luôn à. Cái này cô chú anh chị coi nè. Cái đường con lắc nó rất là khéo luôn, từ trên đây mà thẳng xuống rồi nó lượn nè, nó lượn lượn như là giáng long rồi cô chú anh chị. Cái này mình mua về mình chơi là cũng rất là đẹp luôn. Kế tiếp là mã số 10. Kế tiếp là mã số 10. Kế tiếp là mã số 10. Đó là một gốc cây Mỹ ghép này 5 màu của sắc thái luôn. Tàn cây nào cũng như cây nấy của chú anh chị. Dạ mã số 10 nó có chiều cao là 1m9, đá ngang là 1m, hoành cũng là 15 à. Chân cành chi điều tứ diện của chú anh chị coi nè. Màu vàng, màu trắng, hồng, màu đỏ, màu cam. Màu vàng, màu trắng, màu đỏ, màu hồng sắc pháo. Và màu cam, đủ 5 màu. Trắng phớt hồng nữa. Này của chú anh chị coi đường đường thăng nó co lắc rất là đẹp luôn nè. Dạ, mã số 10 em xin vô luôn là 1 triệu luôn à, 1 triệu là bao ship toàn quốc luôn à. Dạ kế tiếp là mã số 11 cũng là gốc giấy Mỹ, ghép này ghép 5 màu của sắc thái luôn ạ. À. Đây, để nguyên cái tàn cho chú anh chị mình coi. Tàn cây nào cũng như cây nấy, nó tròn rất là tròn. Tàn thì mình có thể làm theo thời gian nó bự thì nó cũng sẽ bự, còn cái này như cái tông là mình kiếm là rất là khó của chú anh chị. Ở trên nó thẳng xuống rồi đó, lượng lượng như giáng long là rất là khó kiếm. Dạ mã số 11, mã số 11 nó có chiều cao là 1,9, đá ngang là 1m, hoành là 15. Đây. Ở dưới rồi lên rất là tròn người trời chuyện của chú anh chị. Dạ mã số 11 em xin giao lưu là 1 triệu luôn ạ, à. 1 triệu là bao ship toàn quốc luôn ạ. À. Giá nó lượng khá đẹp của chú anh chị. Dạ, em xin xuống cây để cho bưng nha. Kế tiếp là mã số 12, mã số 12 đó là gốc dưới Mỹ ghép màu bướm tím. Đứng này gọi được. Mã số 12 nó có chiều cao là 70, đá ngang là 75, hoành là 21. Gốc đế quái của chú anh chị. Nó có cái độ thoát thân lên một cốt, lên một đoạn. Đế nằm rất là quái luôn. Dạ mã số 12 em xin vô luôn là 700.000. 700.000 là bao ship toàn quốc luôn. Dạ em xin xuống cây. Kế tiếp là mã số 13, cũng là gốc giấy Mỹ ghép màu tím tiết. Ô bướm tím. Cây này một cộng rễ lắc lượng của chú anh chị. Bông nè. Nụ rất là nhiều. Nụ rất là nhiều. Đây. Tàn khá dày của chú anh chị. Một cộng rễ lắc lượng. Dạ, mã số 13 nó có chiều cao là 90, đá ngang là 80, hoành là 24. Mã số 13 em xin lưu là 700.000. 700.000 là bao ship toàn quốc luôn. Dạ, em xin xuống cây. Kế tiếp là mã số 14. Mã số 14 đó là gốc giấy Mỹ ghép màu tím tiết. Này, tím tiết. Dạ, mã số 14 đó có chiều cao là 1m05, tán ngang là 1m, hoành là 15. Mã số 14 thì xin vô luôn là 450.000. Màu tím tiết. Tím tiết siêu bông. Dạ, xin xuống cây. Kế tiếp là mã số 15. Mã số 15 đó là gốc với Mỹ, cũng ghép màu tím tiết. Cây này lên nụ rất nhiều của chú anh chị. Dạ mã số 15 nó có chiều cao là 1m05, tán ngang là 1m05, hoành là 15. Này nụ rất là nhiều của chú anh chị. Dạ mã số 15 em xin vô luôn là 450.000 luôn. 450.000. Dạ, xin xuống cây. Kế tiếp là mã số 16, đó là gốc giấy Mỹ ghép cảm thanh tím siêu bông. Mã số 16 nó có chiều cao là 80, tán ngang 80, hoành là 20. Này nụ rất nhiều của chú anh chị. Một gốc giấy Mỹ ghép cảm thanh tím siêu bông. Gốc đế một cục nữa của chú anh chị, rất là đặc luôn. Dạ mã số 16 em xin vô luôn là 500.000, 500.000 là bao ship toàn quốc luôn. Dạ, xin xuống cây.
Kế tiếp là mã số 17. Mã số 17 là chiều cao là 80, tán ngang là 70, hoành là 21. Cũng là cẩm thạch tím siêu bông. Đây, góc đế khá đẹp của chú anh chị. Sủ đế cao. Dạ, mã số 17 em xin vô lưu là 500 ngàn. 500 ngàn là bao ship toàn quốc. Dạ, xin chuông cày. Kế tiếp là mã số 18. Mã số 18 đó là góc với Mỹ, sủ đế cao. Em ghép này, cây này nhiều màu của chú anh chị. Dán màu xài của chú anh chị. Đây, chiều cao. Em kể màu. Này là trắng tiết là 1, tím tiết là 2. Kajata là 3. Milobatis là 4. Repia là 5. Bướm tím. Bướm tím là 6. Cây này được 6 màu của chú anh chị. Này. Ok, cái đồ sổ đế cao nè. Ghép được 6 màu. Dạ, mã số 18 nó có chiều cao là 70, tán ngang là 50, hoành là 14. Mã số 18 em xin vô luôn là 500 ngàn. 500 ngàn bao ship toàn quốc luôn. Em xin xuống kệ. Kế tiếp là mã số 19. Mã số 19 cũng là góc với Mỹ, sổ đế cao. Cây này cũng ghép nhiều màu của chú anh chị. Đem chữ màu. Trắng tiết là 1. Tím tiết là 2. Kajata là 3. Milobatis là 4. Tím bướm là 5. Petro của Repia. Repia là 6. Dạ, cây này được 6 màu. Cây này cũng được 6 màu. Dạ, mã số 19 nó có chiều cao là 70, tán ngang là 50, hoành là 14. Mã số 19 em xin vô là 500 ngàn. 500 ngàn là bao ship toàn quốc luôn vậy. Dạ, xin chuông cày. Kế tiếp là mã số 20. 20. Dạ, đây em đổi cây lại lộn cây à. Dạ, kế tiếp là mã số 20. Mã số 20 đó là góc với Mỹ, ghép này cũng nhiều màu quá chú anh chị. Cây này hiện tại cái góc hàng lùng lực. Dạ, mã số 20 nó có chiều cao là 80, tán ngang là 70, hoành là 24. Em kiểu màu của chú anh chị mình coi tham khảo ha. Repia đỏ là 1. Kajata là 2. Tím quế là 3. Tím tiết là 4. Trắng tiết là 5. Hồng tiết là 6. Dạ, cây này được 6 màu. Cây này được 6 màu. Mã số 20 nó chiều cao 80, tán ngang 70, hoành là 24. Mã số 20 em xin vô lưu là 700 ngàn. Bây giờ bao ship toàn quốc. Cây này được 3 thằng tam tài luôn của chú anh chị. Góc đế rất là quái luôn. Có rồi. Dạ, em xin xuống cây. Kế tiếp là mã số 21. Mã số 21 cũng là góc với Mỹ, ghép này cũng cây nhiều màu. Cái tà cái cây này cái tông đẹp lắm người của chú anh chị. Dạ, cái này đang lên nụ. Dạ, cái màu cho cô chú anh chị mình coi tham khảo. Màu hồng tiết là 1. Vàng Hoàng Anh. Ủa, vàng Hoàng Anh. Ủa, lộn, cái này là vàng vàng Hoàng Kim. Hồng tiết là 1, vàng Hoàng Kim là 2. Cam lửa là 3. Kajata là 4, tím tiết là 5. Repia là 6, trắng tiết là 7. Cây này được 7 màu của chú anh chị. Dạ, mã số 21 có chiều cao là 80, tán ngang là 80, hoành là 22. Đây, cụ đế đẹp của chú anh chị. Một cục. Dạ, mã số 21 em xin vô luôn là 700 ngàn. 700 ngàn là bao ship toàn quốc luôn. Dạ, mã số 21 cũng là mã số của clip bên nhà vườn em ạ. Em cũng rất chân thành cảm ơn của chú anh chị đã thời gian qua để ủng hộ nhà vườn Lê Quay. Thì em cũng rất mong của chú anh chị xem hết clip này và ủng hộ em tiếp tục nữa ạ. Thì em xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại của chú anh chị vào clip sau. Dạ, anh chào ạ.